Hello mọi người, à, bây giờ mình đã về đến Virginia sau 900 km mình chạy từ Massachusetts mình về đến đây rồi. Và bây giờ là 2 giờ khuya, 12 giờ, 1 giờ khuya. Mình cho mấy bạn thấy những con cua này nó rất là lớn nhé. Mọi người coi nha. Cái này con này nó kẹp cái là sức ngón tay luôn á. Mấy con này mà gặp bên mấy chú bên Tây Bắc như rồi ăn như thế nào đây? Cái này ăn cả giỏ luôn không được, như cái mấy con tôm tích là không được đâu nha. Thấy chưa? Nó còn sống nha. Thấy chưa? À, nó còn sống nha. Người thấy chưa? Càng nó rất là lớn. Cái này mà nó kẹp một cái một là xong luôn á, đứt con tay luôn á. Và mình cho mọi người thấy cái số lượng là bao nhiêu cua nha. Mình mua rất là nhiều nè, khoảng chừng 65-70 con vậy đó. Nó là nó to như thế này, càng rất là lớn. Đây em khác đây, một người ăn khoảng chừng con là ngán rồi đó. Mua về trải nghiệm ăn như thế nào và nấu như thế nào, rang me hay là xào tỏi với ớt, hay là hấp sả hay là luộc, không biết làm món gì ngon. Nhưng mà nói chung thì con nào cũng còn sống nha mọi người nha, con nào cũng còn sống nha. Xin lỗi nha, tại vì mình quay bằng cái điện thoại ấy, nên nó cái nó không có được hình ảnh, nó không có được rõ lắm. Cho mọi người thấy bàn tay của mình là nó bự rồi nha. Nó bò này còn sống nè mọi người nhé, mọi người thấy chưa? Giờ con nào cũng còn đèn hết trơn, và cái chân nó thì bằng cái ngón tay của mình nè, thấy không? Cái chân của nó là bằng cái ngón tay của mình. Nói chung thì em nào cũng bự hết. Cái càng này nè mà nó kẹp vô cái tay một cái là đứt gãy ngón tay liền á. Cái con cua này nó mạnh lắm, cua này là người ta gọi là cua Canada nha. Con này như bự hơn nè, con này bự hơn nè, thì à, nó nặng, con này cũng hơn nửa ký á. Rồi thấy giờ nó kẹp cái que rồi, mọi người thấy con này rất là lớn nha. Con này bự kinh khủng không, nhìn cái mặt mình như là con cua nè, thấy chưa? Nó rất là bự nha mọi người nha. Ok, mọi người cho cái comment ở dưới này, với lại bấm thích và ủng hộ kênh của mình nha. Kênh của mình mới bắt đầu thôi, thấy mọi người làm vui quá nên mình cũng làm cho vui. Và mình trải nghiệm là từ ở nước Mỹ và đến Việt Nam, những loại nước đồ ăn thức uống hay là mọi cái thì mình sẽ cố gắng quay để giúp vui cho mọi người. Mình mới bắt đầu á nên mọi cái like, những cái like thích thumbs up và đăng ký kênh á giúp mình rất là nhiều. Cảm ơn mọi người trước nha. Bây giờ thì mình kết thúc video tại đây, và ngày mai mình sẽ cho mọi người có một cái video là mình nấu con này như thế nào. Mọi người theo dõi thì cho mình cái dấu thích nha, dấu thumbs up, và theo dõi kênh của mình, subscribe cho mình nha. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào ha.